Giờ này đúng 6 giờ. Bữa nay anh em mình có một chuyến đi xa ở Đồng Tháp lại. Cho nên anh em mình đi sớm. Giang với Tâm đang chạy lên đi quốc lộ 50. Chạy thẳng về Mỹ Tho. Rồi ở gần cầu Mỹ Thuận á. Còn mình thì đây mình sẽ sạn mình đi. Anh phát hiện một con rắn ở trong vuông nhà anh và anh bắt được luôn rồi. Anh lo sợ là còn nhiều con khác cho nên anh kêu tụi mình lên. Tại vì khu vực đó cũng có người đã từng bị cắn mất mạng rồi, cứu không được, hình như 2 tuần trước hay 2 tháng trước gì đó. Anh nói vậy. Rồi anh bắt được một con. Anh nói nhóm tụi mình lên đi, rồi có gì nếu bắt không được trong vuông ảnh thì ở vuông gần bên cũng nguy hiểm lắm, cho nên ảnh để cái con rắn này, anh bắt rồi anh bỏ vô bao lưới hay sao đó, anh bỏ ngoài giường luôn, anh không dám xách vô nhà. Anh kêu nhóm tụi mình lên đi rồi bắt con rắn nó về luôn, rồi lùng sục kiếm một số con nữa, anh sợ trong vuông ảnh còn rất là nhiều. Rồi bây giờ mời cả nhà cùng theo chân nhóm tụi mình lên Đồng Tháp. Anh em mình tới chỗ. Đây là hình như xã Phú, xã Mỹ Xuyên phải không anh Giang? Rồi anh Giang mang ba lô nhìn ngầu dữ ta. À, nhìn ngầu vậy. Giang ca, mang giày vô đi. Giang ca. Dạ vậy, để dưới rồi. Xã gì nãy thấy xã Mỹ Xuyên phải không? Thôi ở nước. À đây đây. Xã Mỹ Xuyên, huyện Cao Lãnh. Thôi chưa đó anh Châu anh mua thùng bia rồi kìa. Em xin đầu hàng. Thôi bỏ đó không được đâu anh ơi. Mình còn đi nữa mà. Anh nói xe tắt để vô cái học được đó. À, lắp thái cũng lộng lắm, bộ yếu ha. Trời có khô nữa kìa. Chưa gì hết tặng quà rồi anh Châu ơi. Này lát anh em mình đem ra luôn chứ. Anh Châu anh tặng cho tụm khô. Này khô, khô cái gì, cá lóc gì ta. Khô cá lóc với thùng bia. Bây giờ anh em mình còn đi nữa. Đi chiếc ghe. Đi vô một khúc nữa. Này xã gì anh Châu? Đó. Xã gì? Mỹ Xuyên phải không? Đúng đây, Mỹ Hiệp. Mỹ Hiệp. Cao Lãnh. Ấp 2 à? Ấp 2 Mỹ Hiệp, Cao Lãnh, Đồng Tháp. Này là anh Châu. Anh điện nhóm tụi mình hôm kia lại. Anh bắt được con rắn rồi, anh nhốt trong giường luôn rồi. Còn đứa em áo đỏ kia là cháu của anh Châu. Ai hái đâu? Có, mai đó. Mai chạy bằng cơm hả? Mai chạy bằng cơm. Mai chạy bằng cơm. Máy chạy biết nào thôi, chứ
cái trục chặt gì không? Cái này là tổng tải nó bao nhiêu tấn vậy? Tổng tải này vô khoảng 600 kg. Ba, mọi người phá xe vô anh ba, chút có xe về anh ba. Tổng tải 600 kg hả? Mình đây đồ mà đâu đủ đâu, chưa quá tải mà. À, cái này có cái đường đi nè, mà do người ta rào mình không có đi được. Cái này đi được nè, cái này rào hả? Nè bên đây rào, bên đây cũng rào luôn. Cái này rồi dùng gà nè, lâu năm nè. Thứ hai bắp bằng muốn nó phải là ở cái bờ. Bữa nay cái giá này có thêm cái tác dụng nữa nè không? Có nhà chị xôi, nhà chị xôi có nuôi mà hai con gà. Một qua bò lại bắt con gà chị xôi. Ô xôi quá xa là xôi. Này mấy ba chứ không phải mấy hai nha. Ngồi xuống đi Giang ca. Này Giang ca, lên cái này cho lên mấy bốn cho mạnh nha ca. Mấy hai đó yếu quá, mấy ba lên mòn không được nữa, mình chơi mấy bốn nha ca. Rồi. Ê, cái Giang nghe quá trời bờ này nè. Okay, đi không được. Sầm bứt là dưới cây cỏ, ô gác để thấp lẫm đâu. Cái này rồi. Ở đây đặt chính hoài gắn hậu hành dưới gắn hậu đất phẩm cái đú đằng này nè. Móc vô. Tới trời. Ở nhà thì xui rồi nè mấy anh ơi. Ê. Chỗ này đưa đi vô đó luôn hả? Không không, chỗ này. Đấy mình đưa vô đó, vô đúng rồi luôn á. Chịt cái bao trên bờ. Ôi đất ơi, nó lý tưởng không nội mẹ ơi. Hồi nãy không có ôm thùng bia với thùng khô vô đây luôn. Thiệt tình. Thiệt mà lý tưởng quá đi. Trời ơi, ôm thùng khô với thùng bia vô đây là rồi rồi. Trúng mánh rồi. Anh ca giật giật đi con ta nha anh ca. Đây. Con rắn anh bắt được nè. Mấy con luôn vậy? Rắn súng nữa. Rắn bông súng. Rắn súng hả? Có nhỏ. Thì chưa anh ca nha, cho anh quá. Túi ốc rồi, quen luôn, túi rồi. Túi ốc rồi. Còn sống không? Còn. Có con nào chết rồi đó, thúi rồi đó. Thúi là ốc, thúi. Trời ơi, hồi nãy đem thùng bia vô đây là trúng mánh luôn rồi. Nói chứ đường xa tụi em đâu dám uống rượu đâu anh ơi. Lấy bao lưới đi lưới đây. Nghe anh Giang ca nhạc chế hay quá nè, qua bển bắt có dàn âm thanh bển á. À, mặt trăng mất tiêu luôn anh Giang. Có đó. Sao thấy nó không thấy luôn á. Mẹ. À. Ba gọi để đựng canh nha anh ba. Nướng luôn ha. Mày chớ. Này không biết anh. Này anh Châu. Dằn cái này kêu là cái giớn hả? Giớn. Em tên gì? Em tên Di. Di Văn hay là anh Châu Văn? Ông Dượng Ba kia nha. À, Dượng Ba là anh Châu đúng không? Dượng của tôi. Dính được con hồ sá. Ổng rung hết trơn ổng. Rồi với điện nhóm mình hôm kia lận, nói là mấy ông lên đây đi. Quần kiếm mà còn con nào không? Tôi bắt được con rồi tôi nhốt, tôi không dám làm gì đó. Cho nên anh Giang anh hướng sấy anh xách về luôn. Trước mắt là lên tới đây là mình được con rồi đó. Có con nào chết là thú anh. Ốc. Bỏ xuống ấy đi gì? Bỏ xuống luôn đi cho nó. Rồi nào để làm đây đi. Xuống về lấy. Ê con xuống lượm luôn, lượm luôn. Cắn không? Có bắt được á, không. Gắn này không đập từ giữa ghét rồi khỏi. Cái đầu. Không, dưới này con này dưới em đâu có đâu. Đầu kỳ vậy? Súng mềm lụn đã. Có đợt đi Bạc Liêu là thấy con đầu tiên à, chứ con này con thứ hai. Bỏ tôi lưới mà. Chứ chưa có thấy lần nào á. Trước đồng này là còn làm lúa là bông súng đó dữ. Rồi gọi gần nữa. Lụm được thêm con bông súng nữa. Hai con. Ba đi vô đi gần gần có nước bỏ ra bớt cái này nè. Ít chi này nhiều. Cái này mình dẫn ổng qua đây nè, về đi đường nó cái lầm bệnh dữ lắm. Đi đi cặp cái bờ này nè là bờ vườn già, còn này mới lên có 2 năm chưa có hang. Bên bển còn là thấy dạng hang nhiều lắm á. Đó đó, cái bờ đó là mấy ông kia cũng chỉ luôn, ông vườn này ông cũng chỉ luôn là cái bờ. Vậy là mình xuống ghe mình trở qua bển hả? Bắn cước qua bờ đi gái rồi. Cho con đi không á, cho vào. Đó đó. Hỏi lại. Cho đi. Rồi tôi đi dẫn mấy ổng dài lại đằng ông Hồng đó chở nhà mồ vòng trở lại vườn mình đó gì. Mày đi đâu? Tôi đi lại đây thấy mớ chanh mỏi bọt sẵn. Trời ơi thôi anh ơi. Thôi mình đi luôn chung nè, chung chiếu qua lại nha. Chung cho vui. Cái gì? Sẵn mỏi ba lô lít.
Chiều ghê dễ lên đó, dẹp dẹp đây. Đi hai bắp bằng để con nó mà. Nhiều lại gần lát còn trở qua nữa mà. Bắp nước luôn sắp nào. Chứ mình không qua ha. Trời ơi gần quan trọng cái giường của ảnh mà. Mấy ba nha ca ơi, mấy hai yếu quá. Lắp thêm cái máy ba vô. Thêm máy mòn máy nữa cho ba. Đậu lên, đôn đi. Giường này rộng không Duy? Hả? Giường này rộng không? Giường này rộng lắm. Đậu đây luôn nghe. Giường trồng mít. Đậu đây nè. Với mai vàng. Đậu lên trước nha. Ý da. Thì đặt cái bà bao này dài. Em chẳng thật làm trên dữ lắm. Anh già anh có phát hiện dấu. Tầm bệnh cũng có phát hiện dấu. Còn Duy đợt xém đạp rắn hâu sáp chỗ nào? Đặng này nặng cũng tới đặng bỏ cắt dây lít này đặng khoảng 3-4 lít. Là cắt có con gan đúng gan một vậy đó. Hên có cái đèn. Không có đèn là thôi rồi. Gỗ xuống cái ngay chăn luôn. Khánh thằng còn cái anh đèn. Nào anh nào bị cắn chết? Không biết nữa có thằng nào bị cắn chết không? Gần đây phải không? Gần đây. Mẹ anh Châu nó đầu mé trên đây nè. Thì trong mé trên cái đụng vết. Thì vô thì con bắt ảnh cái anh đó ảnh bắt được 6 con rồi. Có nghĩa là trước đây ảnh bắt được cái con cắn anh là con thứ 6. Là ảnh đập cho nó xỉu rồi ảnh bỏ vô cái bao hay gì đó. Hay cái khạp gì đó. Sau nó tỉnh lại nó dựng lên ảnh chụp lại. Hả? Nó vớt ảnh. Ảnh đi trạm xá rồi chuyển cấp huyện, chuyển cấp tỉnh không kịp chết luôn. Con quận 3 nè là đang cứ sâu sại đằng vườn nắng á. Ừ. Là nó lú mà nang con hết nữa, còn 4 ngón vậy nè, nó cắn ở đùi sau mà cái hàm răng nó vậy nè, cắn hết hả? Cắn hết á. Rồi ổng bính lấy len ổng sắn xuống mà len nó bị mục quá đó, nó bị xét đó. Ừ. Rồi cái sắn vô len quẹo ngang. Trời ơi sắn rắn mà quẹo len luôn hả? Đắt nó cắt con lớp đắt nhiều nè, cắn xuống cái nó quẹo cái len luôn rồi nó rút vô mất tiêu luôn. Hai giống có gì có hàng rồi, có hàng rồi. Trời mang dài anh nha, có đem dài không mang? Dạ lên. Có con này hả? Hả? Cái hàng đây nè. Không giấu anh nha.
Thấy vô thông ở đây chưa? Vô rồi. Thấy thông ở đây chưa? Không, vô đi. Cầm xuống. Mưa tới dữ lắm rồi. Ôi, xui quá. Đâu, trời đâu? Thế cần nhiều. 700g. 750. 750 à. 750 cũng là khá lại ha. 7 giờ con bung súng nữa chứ. Thì 700 trừ con bung súng luôn còn 600g. Ừ. Một lưới. Thì trừ 100g một lưới đó chi. Con bung súng nữa 100g. Nếu không con bung súng nữa 100g. Con này ghê quá anh ơi. Con này năm mình vừa lại rồi. Một người tung kia hai lại. Nhỏ đôi biết nhờ ai. Biết ca hay chưa? Với ba con phải xa gia đình. Coi cúc thân một mình nơi xứ là người thương. Xin hết ạ. Xin hết ạ. Mưa gió chơi luôn hả? Đâu nó vô bằng cái giá dữ vậy. Có khả năng nó qua tới đây không ta? Này một là mưa nó nhiều khi nó dâng vô cái ống kính nó bị nhòe. Cái thứ hai nữa là sao nó vô ai nó vô ngon ghê nắng cả đó. Cái thứ hai nữa là nó mưa nó rớt như cái mít á nó đây sẽ bị ồn ù ù ù ù. Vậy này cả nhà mình thông cảm nha, tại vì trời đang mưa. Có nào vô trong đó luôn không? Vô trong đó là ùi luôn á. Kia là chỗ con gần ngay thì chỗ hết vô đó đó. Thẳng lên nông cỏ đó nó biển à,
tôi không lại giật để bỏ cho này là mất rắc rồi. Chứ giống như hàng nãy cũng cũng hồi lụm đó. Chứ giờ đó còn chưa tới giờ hôm nay là có đâu gì mà nói. Mình không có rồi. Cái bờ dưới cũng có con chuột nào đâu. Bờ đây đi xuống nè. Cái quặng kia còn còn. Nhưng mà có ngứa không? Sao ngứa mình mấy cái ta? Biết gì ngứa không? Nãy mình tua nó qua cái đám xóm á. Không, cái chậm mồm đó. Mồm. Mồm đâu? Mồm ngứa nè. Ừ. Đúng rồi. Ở nhà bè đâu đó. Bự đâu thấy càng lỗ càng ngày càng nhỏ. Nhỏ vậy ta. Lý rồi. Qua đây cũng bình chắc. Hai ngách. Hai ngách nó là một con. Hai ngách hai con. Bé ăn cây ăn chọt. Đâu chút vô thấy này, thấy này nó nằm đây nè. Ê hổ nó nằm đây nè. Dưới này mẹ dưới này quá được rồi. Thấy nhìn mà hình thấy mình nha, nó vừa đó là đúng không? Ký một ký á. À, một cặp thiệt, một cặp thiệt. Hai con lớn, hai con lớn, hai con lớn, hai con lớn. Sao thấy đen đen ta? Đúng rồi, giống hai con hả? Thấy cái đuôi đen đen. Hai con. Hai con. Em thấy cái đuôi đen rõ ràng luôn á. Con. Trời. Dữ vậy, dữ vậy. Dữ. Đào ra đi nè, đào ra đi. Con. Ở cái đuôi nãy đen thui ta. Làm gì á? Ký à? Ê cái chừng nó chui cái thấm đuôi gì đây cho nghe. Em nó còn con nữa đó, chắc chắn luôn á. Ờ. Có cái đuôi đen đen nãy thấy cái đuôi đen rõ ràng. Lụm rồi nè. Đâu rồi? Ảnh đâu? Dạ. Cái thằng. Gì quên ta. Đâu tới ký đâu? Con này em kia 8-10 con kia. Màu cũng giống giống quá ha. Ừ. Còn ngách nữa lượm con nữa nè. Như màu đen nó lớn lên vậy nó ra màu này. Bỏ chung cái chung nãy luôn, túi nãy luôn á lít. Vậy à. Lấy cái cân ra luôn lít đây. Còn ngách này đâu chúng ta? Nhìn con độc. Mập lúc. Hai ngách hả? Ừ. Con kia cái tinh ngách đốt một con. Bự hơn con kia rồi. Con này phải 800 gram, 900 gram. Cái điện điện để giật quá vậy. Hai con anh em coi cần nha. Còn muốn nhảy trong nước rồi mẹ ơi. Coi 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 cặp hả? Hồi nãy mình cân ba con đó là hai con đó là nhiêu cặp rồi đó? 7,5 7,5 thì khi rưỡi 50 vậy nó 7-8 gram. Nó một cặp chắc chắn luôn á, thấy cái đuôi đen rõ ràng mà cùng, cái lỗ đó cùng hả? Ừ. Rồi, lấy mình qua mắt ra. Sao mà nói vui dữ trời vậy ta? Mưa chứ phải nắng rồi mà qua mắt. Do ba tết ba chạy đó. Vậy? Cái bông đầu nè. Môn cái gì á? Đồng môn, đồng đây đâu có môn đâu. Môn đồng có đáy mình đây đào đấy á. Trời. Lại cái chỗ bà Bảy á Dung ơi. Cái bờ đó lâu năm lắm rồi đó. Ừ, đừng tiên mệnh, nói nghe chứ nhiều khi nó nằm nó phơi nắng rồi sao?
Như bữa con đi mình là anh chém nặng máy rồi đó. Nước đi nước đá chắc luôn. Trời, cần cái gì? Đất thiền đất có hơi đất sét nó trơn nữa. Ôi được bị trơn. Mớ đàn ba chấm chanh ăn coi ba. Nè. Tôi tính thì đi ra ngoài tôi hỏi coi tôi trong này tôi làm một lát nữa được không nè. Là được không? Rồi. Lít. Ủa, đâu nữa? Hai trái lại. Trong này chứ để sẵn. Rồi luôn làm sao ta? Chai về bỏ lì đó, chai này đó. Dính đằng đó một con đó, rồi cái đúng này dính con nào mà không biết nó đi kiểu như sao mà không biết luôn. Quay miệng ra cái quay miệng vô mà trời sao cái này quay miệng ra mà cũng dính nữa nè. Mở bò trên lít gì đó. Tản lạc này dữ lắm gì vậy? Nó còn cả gò vô đó dữ lắm luôn, hả? Ngày 4 con con. Cái mẹ ngon quá, thử nhé. Quên. Có đem muối cơm sẵn luôn nè. Đây có một bịch nữa nè. Trời ơi trời, cái gì vậy? Cái giò à? Cái gì đó? Cái khóm đó. Cắt ra hả? Ừ, cắt đó. Muốn mua gì à? Hải yến à. Hải yến ngon không? Ngọc yến chứ. Thử thì biết. Thử thì biết. Thử miếng ngọc yến này. Dạ thấy ổi ra. Thử miếng ngọc yến này. Thử miếng ngọc yến này. To thì cái dữ vậy? Ăn gọi ăn nguyên trái chứ sắc là chi ta? Sắc ra ăn nổi cha. Đó là vườn cô giáo đắng rồi có nổi nhóc rồi, nổi bụng quẹt. Tự nhiên ngọc yến nha. Dạ. Nó chua. Về hả? Nó tân mình. Chua giật cái vậy. Nó chưa biết chua. Ờ, chín chua rồi. Không hết nữa, trái chanh thì biết là chua đó. Cho nên là vườn chanh của anh Châu. Bữa nay hai lần đừng dạ lặng tôi đi theo chị bắt công tôi về tôi làm lẩu sẵn trong chạy vô nhậu đi lẩu chua. Ui xa lắm nhậu này thì tôi ơi. Trời ơi cái thấy chanh nè. Trời giống tỏi vậy. Bẻ đây nè. Ôi 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 cái trái chanh gì thấy ghê vậy trời. Chanh tơ mà chưa lấy trái luôn. Sao nó có trái đó nó hơi lạ hơn ta đó. Anh này chanh giấy à? Chanh tàu. Giấy anh ơi, chua tàu cái xả cho con hả? Xả chưa luôn. Cái mì mà có bông. Hồi cái bụi mì nó lớn nó già cái nó có bông. Có giờ mới thấy luôn á. Nó cho cỏ mà sao không bánh mùi được. Phú bắt được rồi. Cỏ hả anh Tâm? Cỏ. Đi Dương Châu. Đi. Mưa này mà khát nước ít gì anh. Bây giờ anh Châu anh dẫn tụi mình đi điểm nữa. Ở chỗ này là cái chỗ của cái anh bị rắn cắn á. Cách đây tháng mấy hay tháng gì? Nhà anh đó, anh đó ở đâu? Nhà của anh bị cắn á. Đấy. À, nhà này ha. À bên nhà nãy mình để xe phải không? Ừ, chết nó mang cắn chừng 3 tháng. Vậy là cái ông cụ con của ủa chồng của bà đó. À chồng của cô này. Ông dính đặc đúng nè, dính con nào đây chứ mấy hai ký, chứ mấy hai ký rồi. Bữa đó. Bữa đó dính con đó rồi đem vô bỏ vô bao á. Dùm anh hả? Dùm anh bà ơi, nay bự hơn con hổm nữa. Đã đứng ra đã muốn trả thằng Tâm, trả thằng Dẫu chứ chút ngang đó. Ngang đó kìa. Con đúng cục đầu nó.
Ông mất này bao lâu rồi anh Châu? Khoảng 2 tháng. Chắc bà gần bát hết rồi. Gần trăm ngày. Còn nào cũng nói bành bành không. Bởi vì rừng quang gì đấy mà không có cho được chạy. Thôi bên đó nó rậm rạp. Bên đó nó rậm quá đó. Sao qua bên đó được cái nhân ta? Bên đó cũng ruồng gì được. Sao ruồng nổi bên đó? Đúng rồi. Trời ơi, vậy là nó ở bên vườn bên kia còn khỉ gì? Rồi mần 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 thịt rắn tận ống luôn. Cho không mận luôn cậu tại tôi đi đó cậu tại con bà út quả ông này con bà bảy mẹ tôi thứ năm mà vợ ông này thứ bảy chịu rồi ông út tại nó mận thịt tẩn liệu luôn cân rồi mận rồi cân ký sáu luôn hả à. Về đây bên nhau tranh thủ về để mưa tới. Hết điểm rồi, anh em mình đi hết một cái vòng rồi. Kiếm cũng không có dấu vết gì luôn. Giờ chắc anh em mình tranh thủ chạy về để trời mưa tới. Nó ở mấy bờ sậy nó qua. Anh Châu anh tặng cho nhóm mình một thùng bia mà bị mắc mưa nó nhão ra rồi, với một bịch khô, một tụng chanh, viên con rắn nữa, đây tụng chanh, ôi, viên con rắn nửa ký nữa. Tạm biệt cả nhà luôn nha, hẹn gặp lại. Tạm biệt cả nhà. Tạm biệt cả nhà.